Để em thử nha. Anh nghĩ anh cờ đỏ sao vàng nói anh nghĩ Linh Cữu Bác không ở đây nên cũng chỉ bên trong hội trường trực tiếp qua màn ảnh. Em có thể lấy một máy quay sóng đài VTV trước camera được không? Đến gần đến giờ truy điệu cho nên là bạn nhìn thấy không ạ? Hết giờ vào viếng rồi các bạn ơi. Vậy là lễ truy điệu chuẩn bị bắt đầu nên là không cho dòng người vào viếng nữa và tất cả ai chưa vào được thì sẽ đứng ở bên ngoài. Thật là tiếc phải không ạ? Có anh Hiệp Nguyễn nói là chủ yếu là Mỹ Vân muốn để mọi người thấy được ngoài dòng người. Ban tổ chức đã thông báo là hết giờ viếng rồi ạ. Dạ để em thử nhé, bây giờ mình vào kênh nào ạ? VTV Cap ở đâu ta? À, được rồi, cái này là đúng rồi. Ừ. Nó bị bóng rồi cả nhà mình ơi, không có xem rõ được đâu ạ. Không nhìn rõ được đâu ạ.